của bởi công ty điện lực V247 Power công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000 1855 990 9000 hoặc V247power.com Công ty dược thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 1888 8808845 Xbox ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 The Best Great Insurance 833 633 6868 833 633 6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 866 868 9009. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào Bình Minh của sáng ngày thứ hai thưa quý vị 22 tháng 11 năm 2021 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang Trường. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình cho anh Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm và xin uh, Happy Monday bắt đầu cho một tuần mới chào anh Quang Chuyên, Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio Network. Vũ Kiểm kính chào quý khán giả, chào anh Trương và anh Cơ. Happy Monday. Dạ, yeah. hôm nay nếu quý vị để ý thì trên bàn news có những cái <laughs> bông hoa dành cho <laughs> ngày lễ rồi. Thành ra cũng khiến cho mình cảm thấy háo hức anh Kiểm à. Tuần này tương đối nhẹ nhàng tại vì có cái ngày Thanksgiving. Thành ra là tâm hồn cũng cảm thấy nó hơi nó hơi nao nức phải không? Bước vào yeah. mùa lễ. Dạ cơ thì sao? Đó, tôi chỉ thật phân vân là mùa lễ này mình sẽ nghỉ được ngày thứ sáu hay là ngày thứ năm hay là cả hai ngày. <laughs> Chứ còn không có nào nức chờ quà Giáng sinh hả? Không, quà Giáng sinh thì tôi đâu, tôi bây giờ, yeah. tôi bây giờ người ta nói đời người đàn ông nó có nhiều giai đoạn. Có những giai đoạn lúc nhỏ là mình không tin ông già Giáng sinh, đến khi mình tin là có ông già Giáng sinh. Đến khi mà mình già rồi thì mình thấy còn mình là ông già Giáng sinh thiệt. <laughs> nhưng mà anh, anh tham lam quá anh nghĩ một ngày thứ năm là được rồi anh còn chơi luôn kéo luôn ngày thứ sáu nữa sao được? Tại vì thứ sáu <laughs> là bờ thiên hà vẫn không có đi làm. Black Friday. Không? Dạ, <laughs> dạ vâng đó là cái không khí đang đến gần với lại khắp mọi người khắp nơi, à, cái mùa Giáng sinh, mùa Christmas đang sắp tới. À, thôi bây giờ trở lại với như thường lệ trước khi bước vô những bản tin chi tiết chúng tôi sẽ có được những cái phần tóm tắt nội dung của những bản tin quan trọng trong ngày hôm nay. Trước tiên thì nói về vấn đề thị trường kinh tế thì kinh tế của châu Âu và châu Á có phần suy yếu, thành ra là cũng kéo theo, cái vấn đề kinh tế thế giới cũng bị à, xa sút theo. Trong khi đó thì cái ngân sách gần 2.000 tỷ đô la đã được Hạ viện thông qua vào tuần trước, thì giờ đây nó sẽ được đưa lên thượng viện. Tuy nhiên người ta đang lo ngại là sẽ gặp cái sự cản trở của thượng nghị sĩ Menjin. Một cái vụ mà dùng xe hơi tấn công vào trong một cái à, Nhóm diễn hành ở tại Wisconsin đã khiến cho rất là nhiều người bị thương, trong đó con số mới nhất về người chết là 5 người. Bản tin kế tiếp có liên quan đến việc có ít nhất là 80 người đã xông vào và cướp phá một cái tiệm Nordstrom nằm ở phía bắc của tiểu bang California. Đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình sau khi một người da đen bị ba người da trắng giết chết ở tại tiểu bang Georgia đài Fox đã có một cuộc phỏng vấn với nghi phạm sát nhân Rittenhouse sau khi người này đã được trắng án vào tuần trước. Biểu tình chống đối mọi ngăn cấm vì Covid-19 đã xảy ra tại Bỉ và một số quốc gia châu Âu. Hoa Kỳ đang gấp rút kêu gọi dân chúng phải nên chích cái mũi vaccine Covid-19 thứ ba, trong khi tại Israel đang muốn thử cái mũi thứ tư. Tình hình uh, kế tiếp có liên quan tới một cái uh, hành khách đã nổ súng ở tại phi trường của Atlanta trong khi chờ kiểm tra an ninh của TSA. Trung Cộng lại cho bắn thử một kế hỏa tiễn siêu tốc độ thứ hai. Chiếc phi thuyền tiếp liệu có tên là Sinus đã rời chạm không gian quốc tế và trên đường trở về trái đất. Đụng độ xảy ra giữa Palestine và cảnh sát của Israel trong các vụ biểu tình tại phía đông của Jerusalem. Và hiện bây giờ thì dân chúng cũng đang bắt đầu bàn tán cái chuyện về Black Friday, tức là cái ngày mà on sale lớn nhất trong năm, cũng như là cái mùa hạ giá cho mùa lễ năm nay. Chuyển sang tên liên quan đến Việt Nam thì giám đốc của Bệnh viện Trưng Vương ở tại Sài Gòn bị kỷ luật vì vướng nhiều sai phạm. Và cuối cùng là Việt Nam thì tình hình Covid-19 vẫn còn đang khiến cho người ta lo lắng tại vì sắp xỉ 10.000 ca dịch mới mỗi một ngày. Và Sài Gòn vẫn là cái nơi mà đứng đầu trên cả nước về cái số lượng người bị nhiễm COVID-19 mới thưa quý vị và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây bước vào phần tin chi tiết thì mở đầu tin liên quan đến kinh tế thế giới. Thì thưa quý vị ở tại bên phía của châu Âu thì trong những ngày vừa qua cái tình trạng COVID-19 nó đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, nhất là tại Đức, rồi Ba Lan, rồi Pháp vân vân, khiến cho châu Âu bây giờ đó những quốc gia tại châu Âu họ đưa ra những cái biện pháp gọi là ngăn chặn cách ly vân à, vân rất là chặt chẽ thì thành ra là cái nền kinh tế cũng phát xuất từ đó mà nó bị ảnh hưởng theo và vì vậy cho nên rằng là cái tình trạng kinh tế uh, nó cũng đang eo uột ở tại quốc gia châu Âu và kể cả châu Á cũng thế cho nên thế giới cũng đã ảnh hưởng theo và bị sa sút về kinh tế trong những ngày vừa qua. Anh Vũ Kiểm sẽ cho thêm chi tiết. Vâng, tiếp lời anh Quang Trương thì thưa quý vị một trong những cái yếu tố mà anh Trương vừa mới nêu đó thứ nhất đó là vấn đề dầu thô. Thứ hai là đồng euro và cái áp lực của những cái sự hạn chế về Covid-19 ở ờ, tại tình hình chung ở tại âu châu mà trong bản tin sáng hôm nay chúng tôi cũng sẽ đề cập tổ chức y tế thế giới đã loan báo là một cái tâm điểm mới về cái dịch bệnh và họ ước tính có thể năm tới khoảng nửa triệu người có thể bị tử vong. chưa biết là cái sự chính xác nó như thế nào nhưng mà cái sự báo động về tình hình covid ở âu châu rất đáng lo ngại cho nên gần ấy những cái yếu tố đã kết hợp lại đã làm cho chứng khoán ở khu vực ái châu khởi đầu trong cái phiên giao dịch đầu tuần tức là thứ hai không có được tốt đẹp lắm, không giảm nhưng mà rất là yếu. Trong khi đó thì đồng euro giảm 0.2% so với lại những cái đơn vị tiền tệ khác. Một cái yếu tố nữa là người ta cũng đang chờ đợi cái cuộc thảo luận về cái quyết định của ngân hàng dự trữ trung ương Hoa Kỳ. Có nhanh chóng cắt giảm khiến cho các nhà đầu tư hiện tại họ đang muốn đề cao cảnh giác trong cái bối cảnh chung là lạm phát nhất là nước Mỹ đang tăng kinh khủng. Mời anh cơ. Dạ vâng à, thường thì người ta nhắm vào cái um, cái hội nghị của các cái chủ tịch ủy ban ngân hàng dự trữ trung ương khắp nước Mỹ mà đứng đầu là tại ở uh, Washington DC. Thế thì cái hội nghị đó thường thường họp vào trưa thứ ba cho đến trưa thứ tư. Thì đến trưa thứ tư thì họ sẽ ra một cái thông cáo nói về tình hình kinh tế của nước của Hoa Kỳ, à, tình hình kinh tế này được ước định mỗi tháng một lần do cái hội nghị nói trên. Do đó người ta đang trông chờ vào thứ ba và thứ tư. Tuy nhiên thì việc là Châu Âu đang đóng cửa và đóng cửa thì không đi lại, không đi lại thì không ai mua xăng, không mua xăng thì giá dầu sẽ dư. À, cho nên dầu thô trên thế giới tương đối là phải nói rằng giá dầu thô đi xuống giảm căng thẳng cho Hoa Kỳ, à, trong khi Hoa Kỳ đang sợ hại bởi vì à, dầu thô gia tăng và kéo theo. À, mọi việc gia tăng trong khi sự đi lại ở Hoa Kỳ trong cái mùa giáng, mùa lễ tạ ơn này phải nói rằng rất lớn cho nên à, Hoa Kỳ có vẻ dễ thở hơn à, đó là một thứ hai nữa là tình hình kinh tế ở tại Hoa Kỳ trong mấy ngày gần đây gần tới ngày nghỉ lễ và gần tới ngày mua sắm cho nên không có cái lý do gì mà đi xuống cả vì vậy sáng ngày hôm nay à, mặc dù rằng có tin biển đồng ở châu Âu về những cuộc biểu tình về vấn đề giờ kêu là không cho đi lại vân vân làm cho uh, kinh tế ở uh, uh, mấy cái thị trường đó đi xuống nhưng tình hình tại Hoa Kỳ thì ngược lại là sáng hôm nay chỉ số uh, future của SP của Dow cũng như của Nasdaq của Russo 2000 thì đều lên cao một cách hết sức là uh, mạnh mẽ uh, nhất là vấn đề uh, Nasdaq lên tới 4% cũng như Dow Jones lên 4%, SP cũng lên trên 4%, đó là những tin tức tốt đẹp sáng hôm nay về kinh tế Hoa Kỳ. Dạ vâng, nhưng thì anh nói về vấn đề Covid-19 tại châu Âu thì nói luôn cái bản tin mà cho rằng là một số đông người ở tại Bỉ và một số quốc gia khác ở châu Âu cũng đã xuống đường biểu tình để chống lại cái những cái hạn chế mới mà bên phía của quốc gia này đưa ra để mà chống lại cái vấn đề lây nhiễm đang 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 bùng phát phải không anh Phạm Cơ? Như vậy dạ vâng. thì cả, cả, chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại Bỉ. Dạ vâng, thứ nhất là người ta ghét cái vấn đề cách ly tại vì dạ. lâu nay họ là cách ly ghê gớm rồi ừ. bây giờ mới ra một cái thì, thì lại là cách muốn ly. cách ly trở lại đó là cái tình hình khiến cho người ta uh, ngao ngán và những cuộc biểu tình diễn ra uh, khắp nơi nước nào mà ngày xưa uh, kêu là cách ly uh, sớm rồi uh, thả lọc ra sớm thì bây ừ. giờ nó trở lại uh, mùa mà sớm hơn uh, thành ra nước Pháp ừ. thì chưa gì nhưng mà nước Đức uh, đi trước thì nước Đức bị trước rồi sau đó nước Đức đang uh, cách ly thì nước Áo là ghê nhất nước Áo từ họ họ cách ly trước sống rồi là họ lại càng tuyên bố một câu ghê rồi hơn nữa tức là những người nào không giết ngừa là không cho đi ra ngoài đi ra ngoài phải có giấy phép chứ không có được từ tiền đi à, đó là cái điều mà khiến người ta bực tức rồi sau đó chỉnh ra là tình hình là nặng hơn nữa mà người ta cũng thấy rõ rằng là cái cách ly này ngay bây giờ vì cái nàng kêu là uh, phai nhạc của uh, kháng thể khai nhạc và phai nhạc kháng thể làm cho cái vấn đề không chia ra được người nào cách ly và không cách ly. Bởi vì uh, những cái người mà thưa quý vị những cái người mà không chích á, thì họ có kháng thể đâu mà phá nhạc. Còn những người đã chích rồi thì bây giờ kháng thể họ phá nhạc thành ra họ hầu như gần bằng những người không chích. Cho nên nước ảo cấm luôn. Sau một thời gian họ thấy đang cần phải cấm, cấm luôn cả những người chích ngừa và những người không chích ngừa đều cấm hết và những quốc gia lớn gần quốc gia nào không bị thì bây giờ bị cũng giống như cái tiêu chuẩn mà chúng tôi trình bày nhiều lần chưa lấy hết là vẫn hết chưa hết lây và bên ừ. các châu Âu có vẻ như vấn đề chích ngừa mũi thứ ba của họ chưa chuẩn bị trước và họ không có đủ cho nên họ chỉ nói thôi nhưng mà họ chưa có đưa ra những cái uh, ví dụ cụ thể về vấn đề tổ chức chích ngừa như thế nào tại Hoa Kỳ đây đó là cái điều khiển cho tình hình vẫn đang còn rất là sôi động về về dịch tệ ở tại châu Âu cái điểm đáng chú ý lần này đó là cái tâm lý quần chúng họ phản ứng hơi quá thái, mạnh tay. Các cuộc biểu tình tuần hành lúc đầu là ôn hòa. Từ Áo, Thủy Sĩ, Cô Sa, Ý, Bắc Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan và nước Pháp đều ôn hòa hết. Nhưng đặc biệt ở tại nước Áo, nước Áo như anh Cơ vừa mới nói, đây là lần thứ ba họ lockdown vì cái vấn đề Covid cho nên người dân họ bất mãn họ không chịu được nữa đã biến thành ra bạo lực khi mà hàng trăm người quá khích ném đồ những cái vật thể đá vào trong cảnh sát đập phá xe cộ đốt thùng rác ngay ở trên đường cảnh sát cũng đã phải dùng cái biện pháp mạnh đó là phải dùng lũ đạn cay và vòi rồng mới có thể vãn hồi trật tự để mà giải tán đám đông dạ. bên cạnh cái vấn đề mà chống đối cái cái việc mà mà, mà đóng cửa cách ly đó thì còn có vấn đề chống chích ngừa nữa, phải không anh. Tại vì dạ. một số quốc gia châu Âu họ cũng bắt buộc chích ngừa. Thành ra trong cái số người biểu tình đó cũng không ít những người mà chống lại cái lệnh này. Cái đó là cái dạ. tình hình chung, tức là họ nói chung một cái là cuộc chiến không chích ngừa, bắt họ phải chích ngừa. Chiến vaccine, dạ. Dạ. Từ Mỹ qua bên Âu. Đó là dạ. cái vấn nạn mà bây giờ cái họ gọi là cái um, cái tấm che cho cái vấn đề mà miễn nhiễm đó nó bị thủng ở những cái chỗ đó. Tức là những người mà không chịu chích ngừa. Thì bây giờ rào một cái vòng như vậy mà có những cái kẻ hở như vậy thì vẫn có thể xảy ra những vấn đề mà bùng phát cái dịch bệnh đó là chuyện bình thường. Thành ra là chính quyền khắp nơi cũng đều muốn rằng là phải nên chích đầy đủ và đều đặn như vậy từ lớn tới nhỏ đều chích hết thì mới có thể ngăn chặn được cái cái vấn đề lây lan. Nhiều yeah. người họ còn so sánh cái vấn đề là những người không chích người không cho ra ngoài. À, giống cái thời kỳ Đức Quốc xã mà cô lập người yeah. uh, theo do Thái giáo là không được đi ra ngoài. Thành ra họ làm rất là lớn chuyện ở bên Ngái Úc vừa mới thảo gỡ cách ly xong một cái là liên dịch trở lại, rồi bây giờ cách ly trở lại là người ta cũng dần dữ nữa và họ cũng biểu tình khắp nơi, rồi nói chung là ngay tại như là nước Pháp đang nghĩ đến chuyện rằng sẽ dùng quân đội để mà đàn áp cả cái đám biểu tình trong tương lai nếu có mặc dù bây giờ họ đang manh nha rồi. Yeah. Ở Việt Nam cũng vậy, à, cái gì còn nhớ vào tuần trước đó, cuối tuần trước thì nhà nước cộng sản Việt Nam vừa mới cho phép mở lại những cái tiệm bar, những cái quán karaoke thì trong vòng chắc có lẽ sau 24 tiếng đồng hồ thôi thì lại ra lệnh ngưng và đóng cửa trở lại thành ra có nhiều người họ vừa mới mừng được mở cửa buôn bán trở lại thì đùng một cái phải đóng cửa tiếp nhưng mà khác ở chỗ châu Âu có Việt Nam cái là họ không dám biểu tình Đó, họ không dám chống lại thành ra là bắt buộc phải chịu đóng cửa thôi à, bây giờ chuyển sang với một cái bản tin có liên quan đến cái 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 ngân sách à, trị giá gần 2.000 tỷ đô la à, của thượng viện đã thông qua vào à, cuối tuần trước thứ 6 tuần trước thì à, cái à, dự luật này sẽ được đưa lên thượng viện nhưng mà giờ đây thì người ta đang nghĩ tới một cái con đường cam go để có thể được thông qua và trở thành luật đó thì phải ít nhất trước tiên phải 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 vượt qua được ít nhất là hai vị thượng nghị sĩ của đảng dân chủ đó là ông Manchin của West Virginia cũng như là bà Quinton Cinema <laughs> ở tại Arizona thành ra là họ đang lo lắng họ đang nghĩ rằng là cái bill này tức là cái cái dự luật này sẽ sẽ bị khựng lại đối với lại hai vị này trước trước khi mà qua tới các cái vị thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa anh vũ kiểm cho nên ngày hôm qua đó, thì theo tin của cnn cho biết là lãnh tụ khối đa số tại thượng viện là ông chuck schumer đã có một cái cuộc gặp gỡ tay ba giữa ông với lại thượng nghị sĩ được coi như là ôn hòa của phía dân chủ nhưng mà luôn luôn là cương quyết chống lại tại vì thứ nhất cái dự luật ngân sách mà gọi là xã hội đó ba ngàn rưỡi trillion đó đối với ông nó quá lớn và cộng thêm cái thứ sáu tuần trước mình cũng loan tin cái văn phòng về kiểm soát về ngân sách của quốc hội phi đảng phái đều đưa ra cái nhận định là sẽ làm tăng thêm cái nợ nần cho ngân khố quốc gia cho nên ngày hôm qua thì ông Chuck Schumer đã có một cái buổi nói chuyện rất lâu với lại thượng nghị sĩ Joe Manchin và nữ thượng nghị sĩ Christian Cinema Về phần ông Chuck Schumer, ông muốn có được cái sự đồng thuận này để giải quyết và có thể đưa ra biểu quyết trước Giáng sinh năm nay. Yeah. Yeah. Uh -huh. vâng, trong cái vụ này thì phải nói rằng là thượng nghị sĩ Manchin là cái yếu tố chính bởi vì à, Đảng Cộng Hòa không làm gì được trên Thượng viện. Đảng Cộng hòa là 50 50, 50 51 bởi vì bên phía Đảng dân chủ có thêm bà Phó tổng thống cho nên là Đảng Cộng hòa là chắc chắn thua. Nếu như trong Đảng dân chủ mọi người đồng tình như là ở Hà Viện thì Đảng Cộng hòa không có thắng được. Do đó thì người ta để ý đến bà Cinema với là ông ông Menchin. Ông Manchin thì vì cái vấn đề là giá nhiên liệu gia tăng do cái vấn đề những cái chương trình mà trong cái bản ngân sách BBB này tức là bản ngân sách mà một chấm chín ngàn tỷ thay vì ba chấm rưỡi ngàn tỷ thì bây giờ họ, họ theo lời ông Manchin họ tụt xuống chỉ còn một uh, 9 chín mà một chấm rưỡi rồi cũng lên cho đến một uh, 9 chín thì bây giờ cuối cùng là một 9 chín thì ngân sách này ông Manchin chống là bởi vì trong đó nó có một cái khoản cũng lớn lo về vấn đề uh, môi trường và vấn đề môi trường đó thì làm cho giá thang đã giảm xuống mà thang đã là cái nguồn lợi chính uh, của công nhân và của kỹ nghề của tiểu bang West Virginia À, cho nên vấn đề này ông men xin ông sợ rằng là dân chúng của ông sẽ không có tín nhiệm ông trong cái lần bỏ phiếu tới đó là cái tình hình xảy ra do như vậy nhưng mà đôi lúc thì ông chỉ nói cho nó có vẻ gắn như vậy để đánh bóng mình mà thôi và cuối cùng thì họ cũng điều nghiên, họ cũng là điều kiện với nhau để đưa ra cái gì đó thông qua theo cái kiểu rằng là đảng này thì hoàn toàn hơn đảng kia thì họ sẽ toàn thắng họ cần phải toàn thắng ngay bởi vì sáng năm là có thể họ mất đi đảng dân chủ họ sẽ mất luôn cả thường viện lực a viện theo như cái dự đoán hiện nay cho nên họ phải cố gắng làm cho hết và mục tiêu đầu tiên của họ là làm sao thông qua được trước ngày lễ Giáng sinh vâng yeah. đúng như vậy thưa quý vị Bây giờ chuyển sang một cái bản tin liên quan đến việc ở tại bên Wisconsin đã vừa mới xảy ra một cái vụ tông xe một người dùng xe đã tông thẳng vào cái nhóm diễn hành Giáng sinh uh, lễ gì đó ở tại địa phương và bây giờ khiến cho ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương nhưng mà trước khi đi vào cái tin này cho quang trương đi Khang cái tin khác tại vì quang trương nghĩ rằng là nó có cái sự liên hệ với nhau đó là đài Fox đã phỏng vấn nghi phạm sát nhân anh Richard House trong cái vụ mà Richard House đã gây ra một cái bản án giết chết hai người làm bị thương một người trong một cái cuộc biểu tình cách đây khoảng gần một năm tức là hồi năm ngoái và cái phiên tòa vào cuối tuần vừa rồi cuối cùng thì anh này được trắng án À, cái nhiều cái lời bàn ra tán vào sau cái lời tuyên bố mà trắng án cho nghi phạm này à, lúc anh ghi ra tên nạn thì chỉ có 17 tuổi mà thôi và người ta được biết rằng là anh Rittenhouse này đã lái xe hai dặm để mà tới Illinois rồi lấy cái khẩu súng tự động R15 sau đó đến cái nơi biểu tình và bắn chết hai người như vậy mà được trắng án như vậy thì cũng rất là nhiều lời ra tiếng vào thành ra là anh vũ kiểm vào trong cơ sẽ nói cái bản tin trước anh vừa mới trả lời phỏng vấn của đài fox phản quan thì trong à, vâng. cái, cái, cái cái lời chia sẻ thì anh 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 này có có những cái điều gì tuyên bố gì không anh chất khoát thì ông cũng lập đi lập lại như là ông Vô khai tôi, ở tòa không có cái yếu tố kỳ thị màu da ở đây hoàn toàn là không có thì trở lại cái lý do tại sao mà người ta thấy Cal Rittenhouse ăn ở một cái nhà hàng cũng bình thường thôi ở cái thành phố Placida ở bên Florida. Thì là bởi vì chính cái vị chủ tịch cái phân bộ Đảng Cộng Hòa ở Florida là Event Powder Tweet cho biết và đồng thời cho hay là chính xác ông ngồi ăn ở cái tiệm Smoking Cherry Tiki Hut Bar. Bởi vì sao? Sau đó thì ông có cuộc phỏng vấn với lại Tucker Carlson Tucker Carlson có một cái nhà ở cái khu vực này ở từ à. bang Florida, nhà của ông cũng có thiết kế một cái mini studio thì một công hai việc thì ông Đấy. làm xong cái cuộc phỏng vấn đó thì trong cái nội dung như là chúng tôi vừa với, với anh Trương vừa mới nói là ông tuyên bố là không có cái yếu tố kỳ thị ở trong này mời anh Cơn tiếp vâng. à, thì uh, vấn đề rõ ràng nhất là cái cuộc biểu uh, cái uh, kết luận của Ủy, công tô à, của ủy ban mà thưa, người ta kêu là thấp hổ bồi thập đoàn đã đưa ra những cái uh, nhận định mà họ dứt khoát là anh này vô tội với tất cả mọi lời cáo buộc, tất cả những cái tội trạng mà công tố viện đưa ra thì đều vô tội cả. À, ng ngược hạng với những gì mà người ta tiên đoán, người ta tiên đoán rằng có tội, à, nhưng mà anh này sẽ là uh, tòa sẽ viện cỡ rằng là mistrial bởi vì những cái chi tiết đưa ra là căn cứ trên những cái dữ liệu tin tức mà có thể gây ra ngộ nhận ví dụ như cái vụ uh, chiếu phim rất là rộng rãi là chiếu lên video rất rộng rãi nhưng mà cuộn băng video đó là cuộn băng ừ. không có thấy rõ khoảng cách từ cái cái ống kính cho tới cái khẩu súng thành ra họ cho rằng những cái điều đó có thể dẫn đến missile uh, và cái chuyện xảy ra trước khi cái chuyện missile cần phải đưa ra cho nên ăn này thì rõ ràng là ăn rất là tin tưởng và người tin tưởng luật sư của anh tin tưởng là anh sẽ vô tội mà đúng là anh đã được vô tội rồi thế thì trong cái vụ này coi như chuyện này là xong à, nhưng mà như chúng tôi trình bày trong tuần trước nope. đó, đó là cái chuyện uh, gia trắng giết gia trắng chứ không phải là gia trắng giết người da đen đó. về công tâm mà nói đó trong cái những cái ngày cuối tức là tới cái ngày thứ ba mà bồi thẩm đoàn đang nghị án đó, chính ông thẩm phán cấm MSNBC không được có mặt để mà tường trình Tại vì sao có một phóng viên dám đi theo cái xe buýt chở bồi thẩm đoàn để săn tin. Cái đó nó gọi là cái quad contaminate. Nó bị ô nhiễm rồi. Bây giờ nếu mà ông đó đi mà rù gì với lại bồi thẩm đoàn thì cái chuyện đó là không có, nó bị thiên lệch. Mặc dù cái yếu tố sáng anh Trương có nêu ra với chúng tôi đó là rành rành. Rickton bắn chết hai người. Giết người phải đền mạng đúng không? Nhưng cái đó là về cái lương tâm con người. Còn về mặt pháp lý, tại sao thẩm phán tuyên bố cái phiên tòa này không xử được? Tại vì media làm nó nhũng loạn. Tôi chưa xử xong án, bồi thẩm đoàn đang nghị án chưa đưa ra phán quyết. Quý vị, MSNBC, những cái đài khác đều hô hóa lên ông này là Gia trắng thượng tôn, có mục đích chết người, ông này là khủng bố nội địa. Trong phiên tòa phỏng vấn, trở lại cuộc phỏng vấn với Fox News, Richterhaus nói I am not a racist person. Tôi không phải là một người kỳ thị chủng tộc. Tôi ủng hộ BLM, Black Lives Matter cái phong trào này và tôi ủng hộ các cuộc xuống đường của họ một cách ôn hòa. Họ có quyền làm như vậy cái đó là hiến pháp và luật bảo vệ. Dạ. Có một điều mà quan chuyên không có chưa có thấy thông lắm đó, đó là cho dù ai làm gì đi chăng nữa, tức là có người giống như anh nói nó theo cái xe bus của cái bộ tổng đoàn để mà lấy tin phải không? Để mà đưa tin ra thì người đó làm người đó chịu thôi còn cái vấn đề anh này anh giết người thì phải phải điều tra cho cặn kẽ là lỗi là do đây nếu thực sự mà anh vì 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 tự vệ đó thì chẳng án đó là chuyện bình thường nhưng có liệu anh có tự vệ anh hay là anh tự không? vệ yeah. trong thì cái quan cái, trọng cái, là cái đó này, thôi còn cái vụ vệ. mà cái người kia theo xe thì họ có thể họ vi phạm không. cái luật của tòa án à. thì họ bị tội thôi đúng không anh đúng, đúng không? theo luật cần thêm minutes là tòa phải tuyên bố là chúng tôi không xử được tại vì cái tòa này đã bị quý vị làm nhiễu loạn như vậy thì mới mốt thí dụ một người nào đó cũng đi giết người xong rồi thuê một nhà báo nào đó bám theo cái xe của bộ thẩm đoàn rồi cũng biết cũng, cũng cũng, cũng qua Điều sao bây giờ ừ. không, bây không giờ phải bộ tập đoàn đồng 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 cũng xa hết rồi tức là từ cái vụ mà Rittenhouse house thì bây giờ nó vẫn còn có lấn cấn mặc dù là anh này được trắng án sau đó bây giờ vừa mới xảy ra cái vụ đụng xe chết người nữa ở tại bên Wisconsin, một người lái xe tông vào một cái nhóm đang diễn hành về giáng sinh, làm cho năm người chết và người bị thương thì bây giờ anh Phạm Cơ sẽ muốn bổ túc thêm yeah, yeah. cái bản tin về Witten House. Vâng, Sau và đó vậy, thì mời anh yeah, có yeah, đi yeah, qua dạ, luôn cái thông bản tin đó rất là mau. Nó dạ. có cái 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 sự liên hệ gì không? Dạ vâng. Yeah. À, thứ nhất là cái vụ tại Wisconsin, à, tại vì cái vụ mà thưa cái vị vụ anh anh là uh, uh, Kitchen House. Dạ. Yeah. Thế thì cái vụ này à, thứ nhất là bồi thập đoàn đã có cái đoàn người đi người xe đi theo cái này là bảo chị họ làm sai bởi vì đi theo như vậy có thể làm ô nhiễm bồi tập đoàn nếu mà nói chuyện được với những người trong bồi tập đoàn thì bồi tập đoàn là coi như ô nhiễm và nếu ô nhiễm như vậy thì tòa án sẽ đuổi những cái người trong bồi tập đoàn đi dismiss và cứ một bồi tập đoàn khác sẽ làm cho vụ án kéo dài thêm nữa và dĩ nhiên là tòa bảo nó có tội nhưng mà không cảnh sát đã biết trước và họ đã chặn và đuổi cái xe này đi không có cho họ đi theo nhưng mà họ đi theo như vậy là cố ý họ tìm biết bồi thẩm đoàn ở đâu để đến nhà nói chuyện đó là cái chuyện người ta không muốn chuyện thứ hai là anh này được dismiss là chỉ vì những cái bằng cớ ở trong cái vụ án này cho thấy rằng anh tự vệ là đúng và họ xét vô tội trong tất cả những cái cáo buộc đều vô tội cả chứ không có nói abc gì hết là điều thứ hai điều thứ ba là trong cái vấn đề này đó thì người ta có luật sư rất là giỏi họ đã để ra một cái mục nợ tức là mistrial là căn cứ vào những cái dự kiện buộc tội sai tại của công tố viện tức là chiếu một băng video mà không có rõ những cái chi tiết uh, làm cho người ta có thể hiểu sai của băng video đó là cái điều đó có thể gây ra mistrial là sẽ không có sự lại nữa tức là anh Gittenhouse này anh có hai ba cái 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 cái, cái Lời thế cái lợi thế để mà trắng án và anh đã trắng ừ. án nhưng mà anh rất là khôn khéo khi mà anh vấn của anh của ông của đại anh nói rằng là anh yêu ủng hộ black Lives matter sẽ làm cho em ví dụ đi cái tình hình căng thẳng giữa gia trắng và gia đen và trong cái vụ án của anh mặc dù rằng ừ. anh là người gia trắng, giết người gia trắng nhưng mà xảy ra trong bối cảnh một vụ bạo động vì cảnh sát giết một người gia đen. Đây đó là cái chuyện ừ. đầu tiên. Chuyện thứ hai là cái chuyện này nó có liên quan gì đến cái vụ xảy ra ở Wisconsin hay không? Khi mà một cái party của người uh, thiên chúa giáo trong mùa Giáng sinh bị một chiếc xe hơi đẩy vào và giết chết năm người làm bị thương nhiều người khác nữa và cái vụ này thì hiện nay cảnh sát đang điều tra và họ bắt được cái người này rồi uh, họ sự nhưng mà hiện nay thì chúng ta bạn tin không biết người này là chủng tộc như thế nào nhưng mà trong đây nó xảy ra vào một cái ngày lễ tôn giáo giống như là ngày xưa ở bên Đức đã có một cái vụ tương tự như vậy trong một cái shopping về mùa Giáng sinh. Một chiếc xe của người, của kẻ khủng bố ISIS tấn công đâm vào trong đó, thì cái vụ này cũng có thể dính liệu tới ISIS, chứ không hẳn là dính liệu đến những cái vụ mà da đen hay da trắng mà không, bởi vì đây là một vụ giết người cố ý. Dạ, dạ vâng. À, dù sao đi chăng nữa thì thưa quý vị cái vụ mà này hiện bây giờ cũng có một số những cái thành phố tại Hoa Kỳ cũng đã có những cái cụ vụ biểu tình tức là họ xuống đường họ biểu tình họ chống lại cái vấn đề mà cái trắng án này À, chính cái ông mà thống đốc của California ông uh, Gavin Newsom ông cũng có một cái lời tuyên bố báo chí cũng khốt để mà cho biết là có cái gì đó lấn cấn trong cái tuyên án trắng án này ông nói rằng là cái súng AR 15 là cái súng mà dành cho quân đội thôi nhưng mà lại vác súng nó đi giết người sau đó được trắng án thì là một cái điều mà không 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 hiểu về luật pháp như thế nào tại Hoa Kỳ đó là cái điều mà bất mãn mà ông uh, Gavin Newsom đã tuyên bố với lại báo chí anh vô kiểm muốn Gavin nói? Newsom anh thua gì với lại phó tổng thống và tổng thống ngay chính cái vụ này khi mà tuyên bố là trắng án đó. Thì ngay tại tòa Bạch Ốc, Phó Tổng thống và Tổng thống đã có sự mâu thuẫn. Bà Phó Tổng thống Harris Twist nói rằng trong cái vụ xét xử 川 Richterhaus cho thấy hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ không công bằng. Cái ý kiến này mâu thuẫn trái ngược với lại của Tổng thống Biden. Ông nói rằng nó tự nói lên tất cả mọi thứ. Tổng thống Joe Biden trước đó đứng về phía quyết định của bồi thẩm đoàn Tôi ủng hộ những gì bồi thẩm đoàn đã kết luận hệ thống tư pháp có hiệu quả và chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Yeah. Đó vâng, ông Tổng thống nói rằng chúng ta bắt buộc phải tuân theo, tức là ý của ông cũng muốn nói rằng ông cũng không đồng ý với cái vụ án đó. Nhưng mà với kết quả của vụ án, nhưng mà rõ ràng là ông tuân theo những cái gì bồi thẩm đoàn, Là một cái sứ trọng pháp làm đó. đúng theo cái luật pháp của Hoa Kỳ về tư pháp. Ừ. Còn ba thẩm phán, ba phó tổng thống nói như vậy thì chứng tỏ bà rất là dở trong cái vấn đề đội nội cũng như đội ngoài. Dạ vâng. À, thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến một vụ cướp rất là trắng trợn xảy ra vào à, chiều tối ngày thứ Bảy vừa rồi. Thưa quý vị, một nhóm người trên 80 người đeo mặt nạ và dùng xà beng với lại xẻng và tấn công vào trong một cái tiệm Nordstrom ở tại khu vực phía Bắc của tiểu bang California và cướp cái tiệm này một cách rất là nhanh chóng. Sau đó thì dãy ra xe và tẩu thoát. À, anh vũ kiệm có thêm thông tin gì vụ này không sao mà nó trắng trợn thế anh vũ kiệm đâu phải lần đầu đâu anh Trương cách đây mấy à. tháng anh cơ hà mình có loan tin ngay San Francisco nó khiêng đồ lên khen ngay trước mặt cảnh sát và nhân viên bảo vệ bất lực chuyện chỉ xảy ra ở tiểu bang vàng tiểu bang cũ của chúng tôi <laughs> quê anh. hương yêu dấu <laughs> Thưa anh trong cái vụ mà cướp của mà lâu rồi đó thì ừ. cái vụ đó nó dạng ừ. gì lắm bởi vì họ chỉ cướp những cái đồ đào dưới một ngàn Đô la và cái luật của tiểu bang California là dưới 1.000 cạnh sạc không cần phải đuổi bắt cho nên họ ung dung hồi xưa là dưới 100 về sau là họ cải tội luật họ nâng lên 1.000 100 à, thì rất dễ bị bắt nhưng mà 1.000 thì uh, bị, bị bắt vô ích bởi vì nó sẽ đóng tiền phạt nó ra thôi nó không bị sự tội nặng hơn à, do đó thì người ta không sợ nên trong cái vụ này thì nặng hơn nhiều vụ này thì đảm này là tới 80 người chứ không phải là chỉ có 50 người thôi, yeah. 80 người võ trang tầng răng, mang mặt nạ nữa đi vào <laughs> và chỉ trong 5 phút là nó clean hết mọi việc. Trong 5 yeah. phút là nó dọn hết cả cái đồ đạc, trong cái tủ mà mắc tiền nhất là họ đập đạc họ lấy đi luôn. Nhưng mà bởi vì 80 người cho nên nó lộn xồn và nó rất lớn và vì vậy họ thấy rằng là những đám này có nhiều người đi xe mắc tiền đến nữa và trong cái đám người đó thì họ bắt được một số người cầm tăng vật trong tay sau khi đó bởi vì có những kẻ a đi theo thì những kẻ đó là bị bắt trước còn những cái tên mà đầu sọ thì nó đi xe lớn nó chạy mất tiêu thì cái vụ mọi vụ việc đang được điều tra <laughs> nhưng mà cái 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 thắc mắc là đây có phải là một cái nhóm cướp chuyên nghiệp không anh tại vì một lần cướp mà đi 80 người như vậy thì phải nói Thế là, anh là chuyên nghiệp là từ à. nào giờ vẫn chưa thấy thường thường một cái nhóm mà tổ chức mà vào cướp nhà băng hay là cướp một cái tiệm vàng gì mười mấy người là nhiều rồi Ocean Eleven là thấy dữ lắm rồi còn được này tám chục người anh theo sau cái vụ này thì chúng ta thấy cái chuyện quan trọng mà kêu gọi defund police đó. không có cung cấp ngân sách cho các ti cảnh sát yeah. nó quan trọng hay là không quan trọng thì chúng ta thấy bây giờ cướp ngay giữa ban ngày ban mặt không lén lút 80 người một bầy cướp như vậy không có cảnh sát làm sao chấn áp được mình tới họ không cần vũ khí mà những cái bọn thổ phỉ bọn cướp đó nó đẩy một cái mình té chổng gọng, nó đấm cho cái cũng xịt máu. Cho nên bắt buộc phải cần cảnh sát cho nên bây giờ bình phải nghĩ lại tại sao có cái tình trạng này xảy ra bởi vì những thành phố muốn đi phân police cảnh sát không giải quyết những cái chuyện này nữa, thiếu. Dạ. Yeah. Dạ vâng, trở lại với cái vụ mà uh, ba người da uh, trắng uh, đã giết một người da đen uh, đã chạy bộ đó ở tại uh... Brunswick của Georgia thì đây là cái vụ mà đã khiến cho cái tình trạng nổ ra nhiều cuộc biểu tình ở tại Hoa Kỳ nữa có liên quan đến vấn chắc là sắc tộc và anh Phạm Cơ vẫn vụ kịp. Dạ. Thì anh Cơ cái cái vụ này mới nhất tức là thêm một cái vụ người da đen bị da trắng giết chết trong lúc mà đang cho kinh buổi sáng cũng ngay tại ở Georgia trong khi cái vụ xử kỳ trước tuần trước mình nói vẫn chưa có kết thúc anh Cơ. Dạ, cái tuần trước mình nói là vụ này đấy thưa anh. Yeah. dạ, vụ này bây giờ nó Uh, đó ra tòa và bồi thẩm đoàn 12 người được chọn trong đó có chỉ có một người da đen uh, và 10, 11 người còn lại là da trắng thế đây cái bản tin này cho thấy cái chuyện này nó lạ uh, thứ hai rằng là trong cái vụ này thì cái người ba người da trắng mà hai người là hai cha con mang súng theo và một ừ. người mang theo máy quay phim nữa tức là họ muốn chứng minh rằng trong cái vụ này họ trúng thành ra họ làm những cái biện pháp gọi là họ an toàn họ quay phim để chứng minh cho họ là trúng không hiểu được cùng phim đó theo như chỗ tôi hiểu được cùng phim đó là cái người gia đình người gia trắng thứ hai này họ cầm theo và họ quay phim ở trong những cái đoàn mà báo chí tường thuật báo chí có thể đôi khi nói sai về cái vụ này về cái chuyện cái máy quay phim nhưng mà có quay phim thấy rằng là hai người này trong khi chống nhau thì họ mang theo một khẩu súng trường và cái anh này anh chống lại thành ra trong lúc đánh nhau với hai cha con đó thì cái súng vô ý nổ và khiến anh chết và hai người cha con đó gia trắng thì khai rằng là lâu nay họ mới là ở trong một cái khu đáng xây dựng họ thấy một người da đen lạng vạng và trong nhiều ngày rồi và sau khi thấy người da đen này dốc kinh hàng ngày đi ngang đó thì họ nghĩ rằng người này có đi vào trong cái vùng đó trước thành ra họ nghĩ rằng người là người ăn trộm họ mang theo để cật vẫn uh, bắt buộc bắt và cật vẫn đưa cảnh sát nhưng mà trong khi người da đen này chống cự lại thành ra mới xảy ra cái vụ nổ súng thế đó là những cái chuyện mà mà xong rồi phải chuyện này đi ra tòa thì khi ra tòa trong 7 ngày đầu tiên thì xảy ra những vụ lồn xộn nữa là cũng do những cái người công tôi việc à, khi mà ra tòa thì à, trước khi tòa xử thì có một ông giờ mục sư gia đen đi vào mục sư này thì đưa ra cầm tay là, 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 xin cầu nguyện cho thờ, đờ, đờ, tín đồ của chúng tôi xong rồi mọi người cầu nguyện thì hai ngày liên tiếp mà những người đó là người nổi tiếng trong đó một, một trong những người nổi tiếng đó là ông jesse jackson thành ra bồi thẩm đoàn à, không phải bồi thẩm đoàn nhưng mà công tố viên tức giận và công tố viên nói rằng là cấm ngặt từ ngày mai trở đi là không cho các mục sư da đen này vào nữa bởi vì ông dùng cái chữ mục sư da đen cho nên ông bị chỉ đến rất là nặng đề vì cái chuyện da đen đó nếu nó cấm các mục sư đi vào là ok nhưng mà ông này thì uh, nói một cái chữ không có đáng được nói ở trong tòa và đó là cái lý do mà hiện nay vụ bác. án đang sự mà nó thôi lôi thôi mấy ngày hôm nay. Dạ vâng. À, thưa quý vị trong khi đó thì với vấn đề chích ngừa covid 19 cái mũi thứ ba thì ở tại hoa kỳ cũng đang kêu gọi người dân là phải nên gấp rút đi chích để có thể ngăn chặn tại mùa đông sắp tới và hiện bây giờ đó thì cái số người mà quyết định để đi chích cái mũi thứ ba cũng không có nhiều lắm độ khoảng chừng mười mấy gần hai chục phần trăm thôi trong khi đó thì đối với lại bên phía của Israel thì thưa quý vị họ đã chích mũi thứ ba bây giờ họ đang nghĩ tới cái mũi thứ tư Tức là phải chích thêm nữa để có thể nó sẽ khiến cho cái tình trạng mà cái hệ biến nhiễm trong cơ thể nó sẽ uh, tăng lên trở lại sau khi mà một thời gian trôi qua thì nó đã bị phai nhạt đi. Thì uh, đây là cái tình hình chung tại Hoa Kỳ cũng như tại Israel về cái mũi chích booster. Anh Kiểm. Chích chưa? Ở đâu anh? quan trình chích chưa? Ồ oh yeah xong. Ok. Hai anh mời cơ. Dạ vâng. Thứ <laughs> <Lý> nhất là <laughs> mũi thứ ba rồi tới mũi thứ tư nhiều người nói như vậy. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì nếu mùa thứ tư thì qua sang năm rồi Tất nhiên là cái này nó sẽ đi vô cái hệ lụy của bệnh cúm Bệnh cúm thì năm nào cũng chết thành ra người ta không có để ý tới nữa Nhưng mà cái bệnh này vì mới cho nên nếu năm này chết không xong thì nó phải lan qua sang năm là cái chuyện thứ hai Và chuyện thứ ba nữa là như chúng tôi nói nhiều lần nó lây chưa hết thì nó sẽ vẫn còn lây cho đến khi nó hết lây tạo ra cái miễn nhiễm cộng đồng thì nó hết lây nhưng mà bởi vì nó lây hết rồi mà vẫn còn lây nữa là chỉ vì xảy ra do cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề miễn nhiệm phai nhạc à, kháng thể phai nhạc do đó họ cần phải chích nữa và bởi vậy cần chích nữa thì sẽ ăn lan qua sang năm và đây là cái vấn đề quan trọng nhất là phải sống chung với nó là năm nào cũng có dịch cúng thì năm nào cũng phải chích ngừa covid 19 năm nay chích ngừa không xong thì đương nhiên năm tới sẽ là chích ngừa ba mũi hay bốn mũi là tùy theo nhiệm thể à, kháng thể nó pha nhạc đến cỡ nào mà thôi nhưng mà tất cả những điều này là người ta làm là vì người ta có chứng cớ người ta nhìn vào các cái quốc gia người ta nhìn vào do thái nhìn vào israel và thấy rằng bên đó họ chích ngừa rất là đàng hoàng và họ gây ra và họ vẫn thấy rằng miệng nhiệm pha nhạc do đó họ đã chích ngừa rồi và bây giờ đây israel còn lên làm thêm một chuyện nữa mà hoa kỳ rất thích đó là cái chuyện từ xưa đến giờ israel chỉ chích ngừa mỗi một thứ mà thôi là Pfizer. Thì bây giờ họ loan bảo rằng là họ chích thêm nữa Moderna. À, tức là họ cho biết rằng là họ sẽ dùng Moderna nữa để coi thử là có tài Pfizer nó yếu hơn hay là Moderna nó mạnh hơn. Thì điều này làm cho Hoa Kỳ rất thích bởi vì Hoa Kỳ đang xài Moderna và họ cần những cái chi tiêu, cần những cái data về vấn đề uh, Moderna. Do đó thì bản tin này loan bảo rằng là Israel cũng bắt đầu chích mô na trong mấy cái vụ mà mũi thứ mũi thứ ba thứ tư này thế họ cũng có Israel có tới 9 triệu người mà một triệu người là không chịu chết ngừa nhưng mà trong 9 triệu người đó là 7 triệu người cần chết ngừa hai triệu đó thì có lẽ là trẻ em thành ra họ không có tính họ tính là 9 triệu nhưng mà còn 7 triệu và trong 7 triệu đó thì một số người đã được chích ngừa từ sáu bảy phần trăm là hai mũi rồi từ những người còn lại là chích một mũi nhưng mà còn một triệu người không chích ngừa và những cái người mà đã chích ngừa hai mũi rồi từ khi chích mũi booster rồi chích xong một cả chỉ trong vòng một, một hai ngày thôi là cái số người đó nó tăng lên cao kịch liệt và hiện nay thì họ đang êm dịu tuy vậy họ đang êm dịu nhưng mà cái số người lây lan vẫn đang còn uh, vẫn đang còn nhiều nhưng mà số người chết không tăng cho nên họ vẫn còn hy vọng rằng là chỉ có mũi thứ ba là ok không cần phải trên mũi thứ tư nhưng mà nếu số người chết gia tăng thì người ta sẽ chinh mũi thứ tư và họ sẽ điều tra tại sao mà nó là gia tăng mặc dù là mình chinh mũi thứ ba nhưng mà cái cái với cái tình hình này thì chắc có lẽ là mỗi năm chắc là phải chích rồi anh Phạm cơ tức Thưa là cứ hả? phải mũi 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 bồi vô anh cho nó anh làm tôi nghĩ rằng anh là nhân viên có làm việc hay là trong nhà anh có ai làm việc Moderna <laughs> không, là là cho Moderna hay là cháu của ta? của 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 hoa kỳ tuyên bố là như dạ, vậy, vậy. Yeah. dạ thì đó là cái vấn đề là người ta cần phải có thôi dạ. Dạ. À, bây giờ chuyển sang một bản tin liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại ngay cái checkpoint của TSC ở tại phi trường của Atlanta của Georgia vào ngày 20 tây tháng 11 vừa rồi. Thưa quý vị, cái câu chuyện xảy ra đó là khi mà cơ quan an ninh TSA Hoa Kỳ ngay tại phi trường này đó đã phát giác trong cái hành lý của một người thanh niên năm nay mới có 47 tuổi thôi. À, anh này có tên là Kenny Wells, rồi có 42 tuổi thì đã phát giác có súng ở trong cái vali đó và khi mà mở ra thì anh em mới nhảy tới để chụp khẩu súng đó thì cuối cùng súng đã nổ và anh này sau đó đã trốn ra khỏi khu vực này giờ đây thì cảnh sát đã truy lùng cái tên nghi phạm này thực ra thì đây chỉ là một vụ tai nạn nổ súng thôi chứ không phải là anh này anh cầm súng Anh xả vào những người ở trong phi trường phải không anh vũ súng bị cướp co thôi yeah. tức là khi mà phát giác ra là bị chặn thì mới gọi như là ù té bỏ chạy yeah. Yeah. nhưng mà cái lỗi này là lỗi của FBI hoặc lỗi của chính quyền hoa kỳ yeah. à, bởi vì anh này là convicted felon cần phải felon tức là cựu tù nhân uh, gây án cựu tù nhân gây án rồi ra tù đi nữa không bao giờ được quyền cấp giấy súng cấp súng mà mua súng bởi vì những người này là cần phải felon là họ không có quyền mua súng fbi điều tra background như thế nào sai lầm đến đồ anh này có, có, cái giấy đó cũng có thể là giấy đó là giấy giả dạ, người ta vẫn không biết được và cuộc điều tra thì đang tiến hành nhưng mà anh này anh ý thế đã anh có cái giấy đó cho nên anh bỏ súng trong tối Ở à, trong trong cái bao và khi mà cái bao rồi thấy súng thì anh lại hoảng hốt và anh lấy cái súng đó ra thì súng nó cướp cò nhưng mà là lùng nhất là người đông như vậy tí ở xe đông như vậy mà họ là có thể anh này chạy ra bằng một cái cửa uh, cái cửa exit của nhân viên cửa exit airport là của nhân viên phi cả anh chạy ra và anh biến mất thế thì Chứng uh, độ lực lượng ăn ninh phi trường quá tệ Và trong cái vụ này thì Sẽ nhiều người sẽ bị khiến trách về cái vụ này nhất là những người sách background của cái anh này để mà cho phép Anh này được mua súng hoặc là anh này đã dùng Cái giấy uh, chứng yeah. nhận dạ Dạ vâng Thưa quý vị uh, Quay sang một bản tin có liên quan đến việc Trung Cộng vừa mới cho bắn Tiếp tục thử nghiệm thêm Một cái loại hỏa tiễn gọi là siêu tốc độ Có thể so sánh với là tốc độ âm thanh Nhanh hơn tốc độ âm thanh nữa lần thứ hai Như vậy thì liệu Trung Cộng có vi phạm vào cái luật quốc tế hay là không và như vậy thì Trung Cộng có phải chịu những cái sự trừng phạt gì của Hoa Kỳ và thế giới sau khi mà tiếp tục thử thêm một cái vụ hỏa tiễn siêu tốc độ lần thứ hai anh Vũ Kiều à, cũng cần phải nói rõ là cái vụ này đã sự thử ngày 27 tháng 7 chứ không phải lần thứ hai là mới tức thì đây có phải vậy không anh cơ? giờ chính tôi cũng phân vân như anh là tôi dạ. cũng không rõ rằng là cái bản, cái bản tin này hôm bảy tháng 7 này nó là nhắc lại cái vụ mà chúng ta đã nói, cái thứ hai, dạ. à, nhưng ừ. mà rõ ràng đây là cái hai cái lần chứ mà đây là cái cái mà họ, ừ. trước kia chưa luôn mình nói về thì tránh được cái ngày vụ án cái ngày cái ngày, ừ. ngày tháng 7 hay là ngày tháng 8 hay là gì mình không biết ừ. nhưng mà uh, cái vụ thứ hai này cũng ghê gớm hơn nữa tức là bây giờ người ta mới biết rằng là cái họa thiện này đó nó bắn đi từ một cái một cái vật mang nó tức là một cái họa tiện khác nữa. Hồi xưa cái bản tin đầu tiên thì nói rằng anh này người Tàu bắn, người Tàu Cộng sản nó bắn một cái họa tiện lên. Và họa tiện đó bay vượt âm thanh tốc độ rồi sau đó đâm xuống vào và tấn công mục tiêu. Thành công và chỉ sai mục tiêu có 24 dặm ăn mà thôi. Thế thì bây giờ bản tin này nói nói rằng là cái họa tiện thứ hai này nó mang bởi một cái họa tiện khác tức là một cái vehicle một cái họa tiền khác nữa mà họa tiền khác nữa này đã bay với bức tường âm thanh bay với năm lần bức tường của âm thanh rồi sau khi nó bay vòng như vậy mà nó bay xuyên qua cực hai cực của địa cầu tức là nó bay tròn bay xuyên qua hai cực của địa cầu cho họ không bay ngang cái đường xích đạo mà nó bay trên cái đường ngang qua hai cực thế khi vậy đó, khi nó bay như vậy rồi hoa kỳ có những hệ thống phòng thủ nằm sát cực cho nên Hoa Kỳ không có khám phá được việc này là cái điều Hoa Kỳ rất dở họ kết luận như vậy và cái họa tiện này khi nó bắn xuống thì đảng lý ra bắn vào mục tiêu thì họ không có mục tiêu nó chỉ bắn xuống trên nước và thôi và gây ra cái vùng biển đó uh, bọt văng tung tóe đó là cái nhận xét của cái ủy ban mà họ nhìn thấy và họ khám phá ra cái vùng này và họ đăng lại ngày hôm nay <laughs> Dạ đúng rồi, nếu như vậy thì Hoa Kỳ đánh giá rằng là cái vùng mà thử hỏa tiễn của Nga nè, rồi tới của trung cộng thử hóa tiễn về vượt uh, tốc độ âm thanh thì coi như là hoa kỳ cũng như là nga và và trung cộng họ đã làm từ lâu rồi, dạ. chứ không phải là mới đây. Dạ. thành ra mà, là dạ. mà báo chí hoa kỳ thì nói rằng là hai cái nước này là trên chân hoa kỳ về vấn đề dạ. uh, hóa tiễn mà tấn công nhưng mà hoa kỳ không nói rằng là không nhận thua và cũng không nhận trọng thì điều đó là có thể hoa kỳ thua thiệt. <cười> <cười> dạ vâng, bây giờ còn lại một hai phút cuối thì nói về vấn đề Black Friday đi. Ờ, dạ. Chắc có lẽ mọi người cũng đang uh, chờ đón cái ngày đó tới để có thể mua được một vài cái món đồ giá hơi phải, phải, phải. Anh Vũ Kiểm có đang chờ mua món gì không? Tôi không biết đi shopping cho nên anh Cơ nói đi anh Cơ. Không vâng. cần đi, ngồi trên computer <laughs> là dạ, mua Không biết mua, mua hàng online luôn <cười> <cười> à, Thì uh, họ đăng rất là rõ nhưng mà không hiểu rằng họ là bán chưa Bởi vì nhiều khi yeah. họ bán cũng lè lắm Bởi vì từ đây tới ngay đến như khi họ là ra rau hàng trước, bán trước nữa Mình không có rõ được nhưng mà Ờ, rõ ràng là sẽ có online và cái giá thì phải nói rất là rất là hơi một lần mua đều ví dụ như mua cái ống nghe ừ. lỗ tai cái ecuter là cũng phải lời tới năm sáu chục trong nghĩa là năm sáu chục so với trăm rưỡi hai tức là cũng cái discount đó khá nhưng lớn. mà cái vấn đề là khó mua tại vì bây giờ họ chỉ có thí dụ trong nguyên một cái tiệm best buy đi họ có một vài món họ discount lớn như vậy thôi thưa thành anh, ra là tới phiên tây mình là cũng, cũng... thưa anh best buy là khác best buy là anh tới mua đó là yeah. anh phải sắp hàng còn cái đề nó online trước nữa Ừ. online trước cái best buy nó có cái hành riêng để sắp hàng còn cái ừ. online này đó là tự giờ anh nó kêu online mở cửa là anh vô anh mua được liền nếu anh chen vô được cái thì... bởi vì khi đó hệ thống computer có thể đôi khi nó quá tải yeah. anh, anh, vô không được thì cái đó là người ta đang chờ nhưng mà các bạn tin thì theo cái ý nhận xét của tôi đó thì yeah. tôi thấy rằng giá cả rất là hơi từ Amazon ừ. cho tới Apple, Amazon là Apple cũng bán trong Amazon luôn và Apple cũng bán luôn trong Target. Cho nên uh -huh. bạn Tiến cũng nói rằng là target nó sẽ rẻ hơn Amazon và uh -huh. Apple tới 10 đồng hoặc 5 đồng vì target là một mặt cao. Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Như vậy thì bắt đầu từ bây giờ rồi. Quý vị nếu mà muốn mua một vài món nào đó đang nhắm tới cái mùa mà mà, mà Black Friday thì bây giờ bắt đầu theo check dõi. từ bây giờ dạ. để dạ. coi cái chỗ nào họ bán online. Khi vì... nào thì online mở cửa, lúc yeah. mấy giờ, 7 chơi, 7 giây. Yeah. Chờ cho tới ngày thứ 6 là quá trễ rồi thưa quý vị nên nhớ cái điều đó. Và bản tin này cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855-855-5888, 1855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1855-855-5888 Oyster Max Go Sản phẩm dành viên cho phái mạnh Bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới Bảo vệ hạnh phúc gia đình VinaShopTV.com 1855-855-5888 The Best Great Insurance 833-633-6868 0833-633-6868 Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982